Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Anh em nhìn trên tay của mình có một sản phẩm trông màu mè đúng không? Đây là sản phẩm SD-NV2 đến từ Kingston. Thì đây là phiên bản tiếp theo của NV1 đã cực kỳ thành công ở trong những cái năm trước. Thì cái phiên bản NV1 thì như anh em đã biết thì đấy là SD sử dụng giao thức là PCIe Gen 3. Thì với cái phiên bản NV2 thì đây là một phiên bản nâng cấp toàn diện luôn. Chúng ta sẽ có cái cách đóng hộp mới và đây là SD PCIe Gen 4. Cụ thể sẽ sử dụng là Gen 4 X4, 4 làn PCIe. Thì về mặt cơ bản đi, chúng ta sẽ có cái sản phẩm tốt hơn, mức giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút, cái điều này đều dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên, cái sự chênh lệch ở đây là rất thấp. Còn cụ thể như nào thì đường link mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em có thể tham khảo. Thì mình đang có ở đây là hai sản phẩm mà theo như mình thấy là nổi bật nhất trong cái phân khúc. Thì một bên là SD NV2 Gen 4 500GB và đây là một ổ 2TB. Anh em có thể lựa chọn những phiên bản thấp hơn hoặc là tầm trung như kiểu 1TB cũng được. Về cụ thể đi, với cái phiên bản 500GB thì sẽ có mức giá bán lẻ vào khoảng là 1,1 triệu, hơn 1 triệu một chút. Còn với phiên bản 2TB dung lượng cao thì sẽ vào khoảng chừng là 4 triệu, nói chung là nó loay quanh mức đấy thôi. Thì so với thời điểm PCIe Gen 4 mới ra mắt thì bây giờ đã thấp hơn khá nhiều rồi. Thì một số anh em sẽ có một những cái suy nghĩ rằng là khi mà những cái ổ SD như này này có mức giá thấp hơn một chút so với những mẫu SD trên thị trường thì cái thành phần cấu tạo của chất lượng linh kiện ở bên trong như nào? Thì với cái dòng NV2 sẽ sử dụng là NAND flash đến từ Toshiba, sử dụng controller là SM226XT. Thì bên Kingston thì họ dùng khá là nhiều những cái controller dành cho cái ổ NV2 này. Ví dụ như phiên bản 1TB gửi cho bên TechPowerUp sẽ sử dụng là Fusion E21. Tuy nhiên với cái phiên bản gửi cho bên mình, ổ NV2 2TB mình đang cắm này sẽ sử dụng là Silicon Motion SM226XT. Thì về mặt hiệu năng thì cái phiên bản này theo như lý thuyết công bố của nhà sản xuất mà anh em có thể search được ở trên trang chủ sẽ là khoảng 3500MB trên một giây ở tốc độ đọc và 2800MB ở tốc độ ghi. Tất nhiên thì đây cũng sẽ tùy vào cái phần mềm benchmark với những cái ứng dụng mà anh em sử dụng thì sẽ hiển thị được có đúng hay không. Mình sẽ lấy ví dụ, nếu như anh em nào copy những cái file lớn ấy, những file phim ấy thì cái tốc độ sẽ lên rất cao, còn anh em mà copy những cái file nhỏ nhỏ ấy thì tốc độ nó sẽ khác. Cái này thì anh em đã biết rồi. Thì ở đây thì mình đã có benchmark ở trên hệ thống và mình có sử dụng là Crystal Dismark thì sẽ cao hơn khi so với những công bố đến từ nhà sản xuất. Thì ở đây thì mình test SSD ở cái dung lượng trống là 0%, tức là mình chưa cài thêm bất kỳ một cái ứng dụng hay mình chưa copy gì cả. Mình sẽ để trống và mình test thì sẽ được kết quả như vậy. Tuy nhiên khi mà mình đã copy nhiều cái dung lượng vào rồi thì SSD sẽ bị giảm về cái tốc độ đọc ghi. Thực tế ra thì đây là một cái điều mà anh em đã biết rồi. Cái này mình chỉ nói để cho anh em quan tâm thôi, để anh em thấy được là cái tốc độ mà hãng công bố thì nó sẽ nằm ở mức như nào. Và mình cũng đã có thử copy 144GB thì chưa hết cái dung lượng SLC cache thì cái tốc độ còn khá cao với phiên bản là 2TB này. Tuy nhiên khi mà mình copy với cái dung lượng cao hơn nữa thì lúc này sẽ ghi đè lên NAND, và bởi vì cái SLC cache nó đã hết rồi thì cái tốc độ sẽ quay về khoảng chừng là 400-500MB trên một giây. Nhưng mà tốc độ như vậy cũng là khá tốt để chúng ta có thể copy file rồi. Còn một yếu tố nữa liên quan đến nhiệt độ hoạt động của sản phẩm. Theo như trên trang chủ của hãng thì nhiệt độ hoạt động của sản phẩm tốt nhất là từ 0 độ đến 70 độ C, còn nhiệt độ bảo quản là âm 70 độ C ấy, lên đến 85 độ C. Tất nhiên thì khi mà sử dụng thông thường chúng ta sẽ khó đạt được cái mức đấy. Thì về mặt nhiệt độ hoạt động thì ở đây mình đã có thử với hai mẫu board chủ. Đầu tiên thì với Z690 Plus đến từ Acer thì khi mình benchmark bằng 3 phần mềm, benchmark thêm bằng Crystal Dismark thì nhiệt độ của SSD sẽ loanh quanh khoảng chừng 60 độ khi gắn heatsink. Tuy nhiên điều này thì đây không phải do SSD nóng lên đến 60 độ C mà là do cái heatsink của main ấy không áp sát vào toàn bộ cái SSD, nó chỉ áp chủ yếu vào khu controller, thế nên sẽ gây ra hiện tượng hơi nóng một chút và căn bản về heatsink cũng mỏng. Tuy nhiên khi mình sử dụng trên mẫu board chủ là B660 Pro RS đến ASRock thì nhiệt độ lại thấp hơn, chỉ khoảng 50 độ C. Về điều này thì anh em cũng không cần phải đắn đo đâu, chúng ta cứ sử dụng thôi. Chủ yếu là SSD bản chất bây giờ nó cũng đã mát được khá nhiều rồi. Còn về một cái yếu tố nữa, đó là điểm 4K khi đọc ghi ngẫu nhiên thì với cái mức 63 và hơn 300MB thì gần như là tương đương khi so với cái SSD Gen 4 cao cấp đời đầu, trong khi đó mức giá lại rẻ hơn khá nhiều. Và mình có một kết luận rằng là SSD NV2 có thể đây sẽ là một sản phẩm cực kỳ cạnh tranh ở phân khúc phổ thông khi mà mức giá sẽ nhỉnh hơn NV1 một chút, trong khi đó chúng ta sẽ có cái hiệu năng tốt hơn khá nhiều sử dụng thực tế nhé, chứ không phải trên những con số. Và sản phẩm này sẽ được bảo hành 3 năm cho anh em, bất kể chúng ta mua những ổ SSD từ 256GB đến 2TB thì đều có cái độ bền cũng như là về bảo hành là giống hệt nhau. Anh em có thể quan tâm và mua nhé. Đường link của sản phẩm sẽ để dưới phần mô tả video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.